Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái vấn đề là 99% những người chơi tài xỉu đều thua. Phần lớn là như vậy. Công thua bởi vì những cái lý do nó rất là cơ bản. Mà thua càng thêm thua. Và nếu mà công không biết cái nguyên nhân này ấy, thì chắc chắn tương lai là các ông chỉ có thua thôi. Các ông sẽ thua nhiều hơn là thắng. Và cái chiến thắng ấy nó chỉ là cái tiền đề cho việc thua sâu thôi. Bởi vì nhá, khi mà công rất nhiều công nghĩ rằng nếu mà mình nạp 10M vào thì mình kiếm 500 một triệu một ngày, quá đơn giản. Nhưng mà công nhầm. Khi mà các ông nạp 10M vào, công sẽ có cái suy nghĩ là công đi tiền là 50k, 100k, xong rồi 200k, kiểu là nó sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn. Cái đấy nó đúng. Nhưng mà các ông chơi là chơi trường kỳ, tức là chơi lâu dài ấy, thì là cái lúc mà được ấy thì được ít, mà cái lúc thua ấy thì lại thua nhiều. Mà một khi công đã thua nhiều như thế thì công đánh làm sao để công gỡ này. Ví dụ khi mà công có 10 triệu mà công đánh tụt còn 7 triệu thì liệu công đánh kiểu gì để công gỡ lại để tròn 10 triệu? Thì chắc chắn là công ông lại đi nhiều tiền đúng không? Lại phải đánh to tiền thì mới gỡ lại được, chứ đi nhỏ tiền thì bao giờ mới gỡ lại được. Thì nó lại thành ra là nó không làm sao cả. Thì mình mới tìm ra một quy luật. Tức là các bạn nạp 3 triệu hay là 300 triệu hay là 30 triệu, cách đi tiền nó giống nhau hết. Nếu mà công chơi 3 triệu mà công thua hết sạch ấy, thì công nạp 30 hay là 300 nó cũng là thua. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà công nạp 3 triệu ấy thì công lại đi tiền kiểu 3 triệu, mà công nạp 30 triệu thì sẽ đi tiền kiểu 30 triệu. Mà 300 triệu thì tất nhiên lại mình lại đi tiền kiểu 300 triệu. Và chắc chắn nếu mà không giữ được mình ấy, tức là không không biết được cái nguyên nhân tại sao mình thắng, tại sao mình thua, thì chắc chắn sẽ hết. Đây nhá, ví dụ như mình nạp 3 triệu này và cứ lãi tầm khoảng 300k mình lại nghỉ, xong rồi mình rút, tức là lãi 300k mình rút. Đây nhá, đây cho bạn xem. Đây lịch sử rút, cái này đang xử lý. Sáng nay mình có làm phiên ngày 19. Nhìn này, 300 rút, hoặc 200 bao nhiêu mình rút, đây 29 mình rút. Đây mấy cái kiểu là nó quá đà thì mình để đấy, xong rồi tại lúc cái săn win thì là nó hay bị lỗi, à đâu không phải lỗi, nó bị quá tải rút tiền, nên là nhiều khi không rút được thì mình cứ để 500 700, có hôm ngày Tết chả rút được thì phải lên đến tầm 4M mình mới rút được. Đây này, đấy, cứ 300 là mình rút rồi đấy, 200 200 rút này, thấy chưa? Đấy, đây, toàn 200 này. Đó. Ok, thế nhá. Thì là quan trọng là cách đi tiền. Quan trọng các không không phải là công. Từ cả công chơi ấy, thì lúc nào cũng muốn phiên nào mình đánh mình cũng thắng. Nhưng mà làm gì có cái chuyện đấy. Phiên nào công đánh mà cũng thắng ấy, thì chắc chắn công sẽ thua hết sạch. Mình bây giờ mình đạt đến cái ngưỡng mà kiểu là mình nhìn cái cách chơi của người ta, tức là tôi nhìn công chơi ấy, là tôi biết nhìn cái cách đi tiền nên là biết là từ tương lai là công như thế nào, là cháy tài khoản hay là lãi. Phần lớn đấy tôi nhìn công đi tiền ấy là tương lai chịu chết ấy. Thật sự ấy, nói một câu đau lòng là như thế. Bởi vì nhá, khi mà công chơi ấy, thì sẽ có những cái lúc mà công 7 8 phiên liên tiếp công thắng liên tiếp, mà thì có những cái phiên mà công hai thua 2 3 phiên 4 phiên liên tiếp thì nó là chuyện bình thường. Nhưng mà một khi mà công đánh gấp thép ấy, một khi mà công đánh gấp thép thì công thua tầm 3 4 phiên thôi nè, gọi thật sự là không quay đầu được, quay quay đầu là chỉ có là biển đấy, không là bờ được, và cái tính rủi ro nó rất là cao. Thì ok, thì đợt trước mình có tính cái phương pháp tài xỉu đây, chờ tí nha. Tức là đầu đây mình có ghi là 50, 100, 300. Ok, thì mình sẽ đi theo cái phương pháp là 50, 50, 150, rồi 100, 100, 300. Nhưng mà
Theo mình ấy, mình thì cái thời gian tức là bây giờ mình cũng đạt đến cái kiểu là bình tĩnh rồi. Tức là thực ra là để 3 triệu vào nó tâm lý là để thoải mái thôi. Còn đâu là mình thì mình không nạp nhiều, bởi vì nạp nhiều ấy, như mình đã nói ấy, mình nạp nhiều ấy thì mình đi tiền cũng chỉ 50 100k thôi. Thì nạp 3 3m là hợp lý, bởi vì là khi mà ví dụ như kiểu vừa đấy mình bảo mình nạp 10m ấy, mình lỡ mà mình để đánh thua mà còn xuống 7m ấy, thì nguy hiểm lắm. Và một khi nó cháy mất 10m ấy, thì thật sự không biết sao mà gỡ lại được. Đây này là chuẩn bị ra cầu 1-1 nhưng mà cái này nó không thể ra 1-1 được. Ok, bẻ tài luôn. Thì nhá, đây nhá, ví dụ đây bây giờ tôi bỏ qua mốc 50, tức là tôi định đánh 50, 50, 150, tức là khi mà thua 50 ấy, thì mình đánh tiếp 50, thua tiếp thì mình đánh 150. Nhưng mà để cho nó đạt nhanh ấy, tức là bây giờ mình chỉ cần thắng 3 tay thì mình đạt yêu cầu rồi. Thì mình sẽ có những cái kiểu đi tiền khác nhau, ví dụ nhá. 100 này. Thua 100 này mình đánh tiếp 100. Xong thua 100 này mình đánh tiếp 300. Đó, win rồi nhá. Tức là mình sẽ đánh cái này kiểu này là kiểu chớp nhà. Nhưng mà đây là mình nói nè. Khi mà công đánh này, thua 100, xong rồi tiếp tục. Các ông đánh 100 thứ hai là thua đúng không? Thì cái tiếng thứ ba là đánh 300. Nếu mà cái công thắng tiếng thứ ba là công lãi 100 rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà công thua cái tiếng thứ ba ấy, thì là tức là tổng công thua 500 rồi đúng không? 3m công còn 2m rưỡi ấy. Thì bắt đầu công lại quay lại cái mức ở đâu đấy đánh tiếp là mức 200. Nếu mà cái mức 200 đấy công thắng thì là công có 2m7 đúng không? Đấy xong tiếp tục công lại đánh 200 nữa, nếu mà công thua thì công còn 2m5. 2m5 thì là công thua công đánh tiếp 200 nữa thì nếu mà công thua ấy thì công còn 2m3. Thì cái 2m3 này đánh tiếp phát nữa thì phải đánh 600 đúng không? Tức là 200, 200, 600 mà. Thì là nếu mà công tiếng thắng tiếng 600 ấy thì là công từ 2m3 à đâu 2m1 cộng với 600 này là 2m7 rồi. Thế xong công lại đánh tiếp 200. Thì cái này chắc phải ghi ra giấy công mới nhìn được. Công lại đánh tiếp 200. Lúc em lên 2m7 đánh tiếp 200 nhá. Nếu mà thắng thì công lại có 2m9. Thì bắt đầu khi mà lên 2m9 rồi ấy, thì nó gần đạt với cái mốc 3m. Thì là công đánh lại quay lại cái mức 100. Hiểu không? 100 nếu mà từ 2m9 thắng 100 thì công làm tròn lên 3m rồi, đúng không? Công cứ đi như thế, cứ lần lượt như thế. Bởi vì sẽ có những lúc mà công thắng liên tiếp. Thì như thế nó sẽ quản lý được vốn. Đây, đợi 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 tí để ngắm cái phiên này đã. Vừa đấy, thằng Nghĩa nó nhỏ tiền à. Tiền phiên này đánh tài đâu nhỉ? Đâu phiên này đánh xỉu. Một cái này hoàn hoàn. Hết thời gian đặt cược. Ok, hết thời gian đặt cược thì là mình đây. Còn nó nát à? Đấy. Mình thả đánh xỉu không kịp. Ok nhá, nhìn này. Cái này ấy. Bởi vì nhá. Đây, ví dụ. Ở đây là tôi thắng là 3m1 rồi này. 3m1 thì khi mà thua còn 2m9 thì bắt đầu tôi đánh 300 ngay đúng không? Đây cái này nát cái nó hiện một cái xỉu. Đây để mình F5 lại cái. Ok. Tưởng tượng cái này ra cầu 22, liệu nó có ra 22 không nhỉ? 7, 7, 7. Không ra 22 đâu. Bởi vì vừa thằng thằng bên xỉu nó to tiền mà. Đánh số lẻ nhá. Đây này, nếu mà cái này thua thì là tí nữa tôi lại còn một cái phiên, tức là còn một cái phiên 100 này.
tức là thua 2 lần 100 thì mới phải đánh tiếp 300. Ui, thế cầu 22 rồi. Dại nhỉ, theo cầu ngon. Đây, bây giờ tôi vẫn còn một phiên 100 nữa. Nếu mà thua thì tôi mới phải đánh to. Lời khuyên cho những bạn không nên bẻ. Tức là bây giờ mình vẫn có thể đánh theo cầu được. Bởi vì với cái phương pháp này ấy, thì khi mà gặp bẹt hoặc gặp gặp cầu ấy, công cứ đánh đều tiền cho tôi là nhanh đạt mục tiêu lắm, bởi vì là cái mục tiêu 300 một phiên ở một buổi rất là hợp lý. Tức là công cứ cho là tầm khoảng 3 một tiếng công lãi 300.000 đi, thì một ngày công chỉ làm 8 tiếng rồi 83 24 với số 43M thì một ngày công kiếm hơn 2M là chuyện có thể, chứ không phải là nạp nhiều tiền mà công lãi được nhiều đâu. Không phải đây, để tôi trải nghiệm hơn một tháng, ngày nào tôi đăng video cho công xem. Nếu có những lúc tôi rảnh thì tôi quay, còn nó không thì tôi chơi ngoài đường thì tôi cũng chả quay đâu. Ok, theo cầu đấy, nó lại lo hồi này như này thì là mình lại sẽ có 2 cái phiên 100, nếu mà mình thua thì mình mới phải đánh 300, thì như này nó quản lý vốn rất là tốt. Bây giờ bọn này nó đang đánh theo cầu, bây giờ mình bẻ là mình ngố, bẻ là ngố, không thể bẻ được. Một anh nam đánh tiếp nha. Đây, xong lại quay lại cái vấn đề này, 100. Bởi vì khi mà công về mốc này xong về gốc ấy thì công lại phải quay lại cái mức 100 này ngay. Đó, thì mình đánh như là mình test đến mấy tuần nay rồi, thì cái này quản lý vốn rất là tốt. Quan trọng là công đừng để cụt vốn, bởi vì một kể cả cái 3M này là số ít, nhưng mà khi mà công để thua sạch 3M này nhá, thì công làm lại cực kỳ khó. Không phải là khó, bởi vì là khi nó tâm lý nó tham rồi, công có thể là tài khoản công còn 50 100M nhưng công dã hẳn 30M vào. Tất nhiên là cũng có lúc mà công gỡ được, nhưng mà gỡ được thì nó cũng là tiếng chết cho về sau. Đó, đây là đang đánh theo cầu. Để mà gặp cầu mà đánh theo cầu ấy thì là cái mốc 300 một buổi rất là ok. Bây giờ mình đang đánh theo cầu thì tội gì mình bẻ, nãy giờ đang ăn này tội gì mình bẻ. Rất nhiều ông bẻ và gấp thép nên là dù câu có ăn tiếng đấy nó cũng là tiền đề cho cái tiếng chết về sau thôi. Bởi vì đâu phải có những cái tiếng bẹt mà nó bẹt dài này thì công bẻ gãy cổ nó còn chưa về thì công bẻ làm cái gì. Và phần lớn nha, công thua là đều là do bẻ cầu hết. Một là thua chắc chắn bẻ cầu, tương lai là sẽ thua bao nhiêu cũng hết. Thứ hai là chơi không điểm dừng, tức là cái vấn đề là bình thường như mình đặt mục tiêu lãi 300 rồi, nhưng mà công có 3M thôi, nhưng mà công thậm chí là 10M, công muốn lãi kiểu 2 3M công mới rút cơ, thì như thế nó tăng tỷ lệ chết hơn. Đây, phát này nó bẻ rồi. Khi mà phát này nó bẻ ok rồi ấy, thì là đây xem nào. Nó bẻ là tức là bên to tiền ăn. To tiền ăn. Phát này nó mới bẻ, thường thường như kinh nghiệm của mình nhá, thì là nó đang cầu 22 mà nó mới bẻ này, nó không thể tạo ra cầu 11 ngay được. Thì mình đánh tiếp thằng này. Đây, mình thêm cái kinh nghiệm quản lý vốn của mình. Vừa nãy mình ăn bẹt. Đây, mình ăn bẹt 2 lần. 2 lần thì coi như là cái lần thua này nó bù cái lần này đi. Thì tức là bây giờ mình còn 2 lần thua nữa. Tức là trên trên cái hệ thống này nó sẽ thua 3 lần. Thì mình mới đánh đến 300. Đấy là cái quản lý vốn của mình. Bởi vì thời gian mình có nhiều mà, quan trọng gì đâu. Quan trọng gì phải ăn nhanh đâu. Đó, đây, mấy ông này cứ ghi lại một một là mình run. Mới lại không được đánh liên tiếp. Ok, tiếng này mình sẽ bỏ. Đây lại quay trở lại cái vấn đề như này.
Tôi biết là ai chơi thì cũng có phương pháp, nhưng mà nếu mà công hiểu được cái vấn đề là các ông phải giữ được gốc ấy, thì dù các ông đánh phương pháp nào các ông cũng có thể win. Nhưng mà quan trọng tất cả, tức là mình thì mình không tự nhận là mình tài giỏi hay mình cao siêu, nhưng mà các ông cứ tìm ra cái phương pháp gì mà các ông không, đừng để cụt vốn quá nhiều thì là các ông đã chiến thắng rồi. Chứ một khi mà công để cụt vốn ấy, hoặc là công đánh kiểu khát bạc ấy, thì không sớm thì muộn, chết. Đây nó lại xuất hiện cầu 22 à? À đâu 12 à? Mình nghi khả năng ván này vẫn tài. Mấy ông chửi. Xỉu à? Đây, 12, 12. 12, 12. Đây này, phát này là chắc là nhiều ông vã tài này. Nhìn này, xem này. Bên này bên nhiều người ăn này. Xem nào. Ý đồng đánh tài gì? Thế phát này nó về tài rồi. Ok nhá. Đây này, quay lại vấn đề này. 200. Đây là một lần, hai lần, ba lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần, 9 lần. Có 9 lần công đánh được như này. Và nó cứ xoay vòng như thế. Thì là cụt vốn lâu á. Và nó tạo cho công tâm lý thoải mái. Chứ một khi nha công đánh gấp á, tâm lý nó nặng cực kỳ. Công có thể công đánh đều tay này công thắng liên tiếp. Nhưng mà khi mà công đánh gấp ấy, nó run xong rồi vừa tâm lý vừa run. Có khi mấy tiếng nha. Ok. Ok, như này là đạt chỉ tiêu này. Rút 300 nhá. Và chỉ nên vốn gì thì vốn, nhưng mà win 3 lần là rút, win liên tiếp 3 lần là rút. Tóm lại là win để lãi ấy, 3 lần là rút. Đừng để win nhiều, bởi vì khi mà công chờ win nhiều mới rút đấy thì nó lại tăng cái tỷ lệ, nó là cái tỷ lệ thua. Rất là nguy hiểm. Đây cái clip này là như thế, còn nên để cái clip sau. Sau thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái vấn đề đi tiền như này. Bởi vì đây hiện tại là mình đang đi tiền may mắn, bởi vì mình chưa phải đánh đến 300 nghìn. Nhưng mà các ông biết vì sao tôi chưa phải đánh lên 300 không? Đó là tâm lý. Đó là tâm lý thoải mái. Và các ông, nếu mà các ông để ý ấy, các ông hay, tức là có những cái câu mà cờ bạc đãi người mới chơi. Tức là khi mà các ông no no mà các ông không chơi, hoặc là các ông chơi lần đầu ấy, thì 99% là các ông thắng. Và các ông thắng bởi chính cái tâm lý của các ông. Còn ông chơi về về sau này ấy, khi mà tâm lý thua tha lợ lần đấy, thì không hiểu sao các ông toàn thua là thua thôi. Bởi vì cái này, cái tâm lý nó ảnh hưởng rất lớn. Nếu mà vừa nãy tôi mà mở màn clip mà tôi đã bô đánh gấp thêm ấy, thì chắc chắn là bây giờ nó âm tiền nhiều lắm. Bởi vì khi mà đã có kiểu gấp thép ấy, nó tạo cho con người ta tính tự tin mà. Kiểu là, ơi, tiếng này thua rồi, tiếng sau gấp thép, thua tiếp, gấp thép tiếp. Nên là người ta nhìn cầu hay là nhìn người ta vào tiền nó rất là loạn. Kiểu nó rất là ngu ấy, vào tiền rất là ngu. Thì là nó sẽ tạo ra cái tâm lý dễ phiên nào cũng vào tiền. Thua vẫn vào tiền mà. Còn đâu mình đánh như này nhá, chớp nhả phiên nào gọi là kiểu là cái kinh nghiệm nhìn tiền vào tiền đấy. Nó chậm rãi thì bao giờ cái gì chậm nó cũng tốt. Hay, ok. Thì chia sẻ như vậy. Nhưng mà cái quan trọng không, cứ thử ngẫm về cái vấn đề mà tôi nói là 10M. Mà một khi mà công đánh thua còn 7M thì các ông đánh như nào để gỡ lại 10M, thì tự công sẽ có câu trả lời và hiểu ra là vì sao trước giờ mình chơi toàn thua. Ok nhá. Thì hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Đây này, khi mà mình làm clip nhá, nó sẽ có những cái phiên là thăng 74, 6621 này.
Bởi vì tí nữa mình sẽ rút, mình để còn 3M thôi để mình làm clip tiếp. Thì nó sẽ có cái phiên như này. Hoặc đây, check lịch sử rút tiền các thứ ấy. Là nó sẽ đầy đủ như này. Đấy. Ok nha, ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip lần sau.